Cô Linh, đi chợ về đây à? Vâng, em vừa mới đi chợ về. Hôm nay chủ nhật anh rảnh rỗi đi xuống đây ngồi hóng mát à? Ừ, trên nhà oi quá, tôi xuống đây ngồi cho nó thoáng ấy mà. Vâng. Ngồi đây chuyện với tôi tí. Thôi ạ, em xin phép lên nhà trước, lên còn chuẩn bị cơm nước chứ. Hôm nay thằng Hải dẫn khách về nhà anh ạ. Có cần tôi xách đồ đi nhà hộ cho không? Dạ thôi, không cần đâu ạ, có mỗi tí mà. Ừ. Dạ, thế thôi em xin phép lên trước nhá. Thế thôi, chào cô nhá. Dạ. Mang tiếng của em trai là chủ tịch FVM mà lại để cô chị chân tay què quặt đi nhặt ve chai qua ngày thế này. Cái thằng đúng là tệ bạc mà. Hầu hạ không khác gì người hầu cả. Em không sao, đang đi chân bị tê một chút đấy mà. Cảm ơn anh nhá. Mà cô cũng sống ở đây à? Vâng, đúng rồi. Thế còn anh ạ? Tôi mới chuyển đến một tháng. Tôi ở tầng 22. Thế em cũng ở tầng 22 đấy. Thế á? Hợp quá. Thế thôi, để tôi đưa cô lên nhà nhờ. Vâng, thế ngại quá. Tốt quá, may là gặp anh ở đây. Thôi rồi, đứng lên nào. Đến nhà em rồi. Đây, em ngồi đây đi. Ôi, vất vả cho anh quá. Anh cứ để đấy đi. Anh ngồi đi. Nhà em rộng mà đẹp thật đấy. Dạ, anh uống nước đi. Ừ, cảm ơn. Nhà này là em trai em mua đấy, nó giỏi lắm. Hiện tại thì nó đang là chủ tịch của SVM. Mỗi tội là bận công việc quá, chả có người yêu gì cả. Anh xem có mối nào giới thiệu cho nó đi. Ôi, anh thì đầy mối, nhưng mà quan trọng ấy là thằng em có ưng hay không thôi. Mà hình như nhà em không thuê giúp việc à? Nhà rộng thế này mà không thuê giúp việc ấy là cực lắm đấy. Em bảo Hải nó đừng thuê giúp việc đấy. Thật ra là em thích tự làm việc nhà, tự chăm bẵm nó hơn. Trông em thế này thôi, chứ em vẫn khỏe chán đấy, làm được nhiều việc lắm. Mà thằng Hải á, nó chỉ thích ăn đồ em làm thôi. Thế á? Thế thì chắc là tay nghề nấu ăn của em giỏi lắm nhở? Muốn biết ý, thì trưa nay ở lại đi ăn cơm với em, tối Hải nó mới về cơ. Thôi, trưa nay ý, anh còn có tí việc. Mời mấy ông bạn đến nhà để ăn tân gia ấy mà. Thế thì có gì hẹn anh hôm khác sang nhà em chơi nhá. Thế thôi, anh đi về để chuẩn bị đã. Dạ, anh về. Em không tiễn nhá. Hải, em đang làm việc đấy à? Vâng. Em uống cốc sữa đi cho mát này, dạo này trời oi quá. Em xin, chị uống chưa? Lo gì chị? Chị ngồi điều hòa mát rượi cả ngày ra, có điều đâu mà lo nóng mới chả lạnh. Thôi em làm việc tiếp đi nhá. Vâng. Chị đi vào trong xem có gì dọn không. Chào anh. Anh là... Tôi là Ân, ở phòng bên cạnh. Chào anh Ân. Anh đến đây có việc gì nhỉ? Tôi đến đây ấy, là để tìm cậu đấy. Tìm tôi á? Phải. Tôi đề nghị cậu ấy dừng ngay những hành động ngược đãi chị mình lại. Nếu không ấy, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cậu đấy. Này anh, anh đến nhà tôi ấy, anh ăn nói cho nó cẩn thận. Ai ngược đãi ai? Tôi nghe hàng xóm nói cậu bắt chị mình làm tất cả những công việc trong nhà, lại còn phải ra ngoài để nhặt ve chai bán kiếm tiền nữa chứ. Chị cậu bị tật như thế ấy, cậu cũng thương à? Ra là nghe người ta nói. Không những tôi nghe mà tôi còn tận mắt thấy nữa. Rõ ràng ấy là cậu không thuê giúp việc rồi bắt chị mình làm những công việc trong nhà.
Cậu giàu có để làm gì? Chủ tịch FM mà thế à? Ai đấy hả Hải? Không có gì đâu chị ạ, người ta đến hỏi thăm nhà mình thôi mà. Mà chị là em gái áo chưa? Ừ, đây đây chị đang làm đây. Vâng, à em bảo này, ở dưới chung cư nhà mình ấy có cái quán nó mới chuyển, còn nhiều cái thùng xốp các thứ ấy xuống nhặt để bán nhá. Ok, xong rồi chị xuống luôn. Này, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi nói anh biết này, đây là việc của nhà tôi, không cần anh phải quan tâm. Mà chị tôi đang làm được việc như thế, chị thích công việc như thế, tại sao tôi thuê giúp việc làm gì? Hả? Hay là anh thích chị gái tôi, cho nên mới xía vào như thế? Cậu cứ đợi đấy. Linh à? Ồ, anh. Anh đi đâu này? À, anh đi ra ngoài còn tới việc ấy mà. Này đi nhặt ve chai đấy à? Vâng, tranh thủ kiếm một tí anh ạ. Dạo này trời nóng dùng điện tốn quá. Đây, uống nước đi. Trời nắng này là phải cẩn thận sức khỏe nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Mà anh thấy nhá, rõ ràng em trai em là chủ tịch của FM, giàu có là thế, mà tại sao vẫn phải để em vất vả như thế này nhỉ? Tiền điện một tháng có tốn bao nhiêu đâu. Anh đừng nói như thế. Thật ra ấy, em nó cũng bảo em nghỉ ngơi đi, nhưng mà thế thì buồn chân buồn tay lắm anh ạ. Nhưng em làm việc nhà được còn gì nữa? Không sao, em vẫn còn khỏe, vẫn làm được việc mà. Mà thôi, em đi nhặt tiếp đây. Không, này ít quá. Có gì tối dành cho nhà em chơi nhá. Ừ, được rồi, cứ đi đi. Dạ, em đi đây. Chị ơi, anh ơi, chị tôi làm sao rồi? Chị ơi. Cậu lo cho chị cậu, hay là cậu lo cho người giúp việc không công của cậu? Chị cậu ấy, vì tiết kiệm từng đồng cho cậu mà phải phơi nắng ngoài kia, nhặt từng cái vỏ chai một, đến mức ngất đi, cậu có biết không? Tôi thật thất vọng đấy. Một chủ tịch tập đoàn lớn như cậu mà lại có những cách tồi như vậy à? Thế mà lên truyền thông thì tư thiện này, tư thiện nọ. Tốt nhất ấy là cậu lên chăm sóc tốt cho chị của cậu. Còn chuyện ngày hôm nay ấy, tôi không bỏ qua đâu. Chị sao rồi? Chị nghỉ ngơi đi đã. Chị không sao đâu. Chị chỉ mệt quá nên là ngủ tiếp đi một chút thôi. Chị vẫn còn khỏe lắm. Chị vẫn làm được việc. Em hứa với chị là em không bắt chị nghỉ ngơi ở nhà nhá. Được rồi, chị nghỉ ngơi đi đã. Em hứa với chị đi đã. Chị không tàn phế, chị không vô dụng. Em biết rồi, thì bây giờ chị bị nghỉ ngơi đã, kêu chị khỏe thì mới dậy đi làm được chứ, đúng không? Mà em đã cảm ơn anh Ân chưa? Anh ấy giúp chị đấy. Anh ra ngoài nói chuyện với tôi một lát nhé. Nghỉ đi. Cảm ơn anh đã đưa chị tôi về nhà nhé. Mà hình như tôi vừa mới làm cái gì đó sai sai thì phải. Bố mẹ tôi mất sớm,
Vì thế nên là chị Linh có phải nghỉ học để nhường cái phần này cho tôi. Chị đã phải ra ngoài đời sớm, bươn chải để nuôi tôi khôn lớn. Ngày trước ấy, chị cũng là một hot girl đấy, cũng là một người lành lặn, khỏe khoắn. Nhưng cũng chỉ vì cô kiếm tiền nuôi tôi ăn học nên mới gặp một tai nạn rồi bị tật như bây giờ. Thế nghĩa là chị cậu không muốn trở thành người vô dụng nên là mới làm hết mọi việc như thế. Chị sao nhở? Trời ơi, sao cô ở trong nhà chạy lên làm gì? Chị! Bỏ chị ra! Tôi tập cho chị đi lại, rồi để mong chị được thỏa thích làm việc mà chị muốn. Dù rằng sau đấy, tôi vẫn phải rửa bát, vẫn phải dọn lại nhà, phải cho chị thu mua đồng nát để thêm tiền để chị tôi cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi lần là bán được ít ve chai. Tôi cũng chẳng biết là tôi làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng mà chỉ cần chị thích làm cái gì là tôi đều ủng hộ hết. Tôi xin lỗi. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Mà chả hiểu sao tôi lại kể hết mọi chuyện với anh thế này. Cậu cũng cần có người để chia sẻ mà thông cảm mà. Cảm ơn anh. Anh có cái này cho em đây. Cái gì thế ạ? Anh mới mở shop bán hàng online. Đợt này nhân viên nó nghỉ hết, có mỗi một mình anh có hàng. Hôm nay anh đến đây đấy, để hỏi em xem là em có muốn làm cùng anh không. Thế ạ? Thế thì tốt quá, anh dạy em gói hàng mới đi. Được, cái này nó cũng dễ mà, để anh dạy em. Dạ. Ui, chị mình anh nấu món gì mà thơm đấy. Anh hôm nay sang chơi à? Đi làm về à? Toàn bộ bữa cơm hôm nay là anh ăn nấu hết đấy. Anh ấy nấu cơm cho chị gói hàng. Gói hàng gì cơ? Anh đang mở shop bán hàng online. Đợt này nhân viên nghỉ hết đấy, nên là anh qua đây nhờ Linh gói hàng cùng. Tiện thì làm mấy món cho gia đình. Thế thôi, anh về nhá. Anh Nhân. Thôi ở lại ăn cơm nha anh đã. Ai lại thế? Mọi người ngồi hết đi, đứng hết như này. Anh ngồi đây.